Hello anh em, hiện tại là mình đang có mặt tại hội chợ Canton Fair Quảng Châu lần thứ 133 và chính xác cái vị trí mà mình đang đứng là ở khu C. Khu C và cái khu vực ở đây là cái khu vực 20.1. Cạnh thì cái khu vực này nó sẽ tập trung những cái ngành nghề gì, những cái sản phẩm gì, thì Linh sẽ review qua cho mọi người xem một chút. Ở trong video này, Linh cũng cho bạn thấy được những cái tiềm năng này, những giá trị khổng lồ mà hội chợ này mang lại. Thứ nhất, đây là một hội chợ tổ chức trên quy mô lớn với tổng diện tích lên đến 1,5 triệu mét vuông. Để dễ hiểu hơn thì bạn cứ tưởng tượng nó to bằng 280 cái sân vận động Mỹ Đình của chúng ta. Mà chưa dừng lại ở đó, các ngành nghề đây đa dạng vô cùng, các sản phẩm đa dạng vô cùng. Có thể nói rằng là cái gì cũng có. Và mỗi một lần tổ chức hội chợ ấy, nó sẽ đều chia làm 3 đợt. Cụ thể thì Linh sẽ để các cái lĩnh vực, ngành nghề trên màn hình này để các bạn tiện theo dõi xem là cái của mình nó sẽ nằm ở đợt nào nhá. Này, đây là đợt 1 này. Đây là đợt 2 này. Đây là đợt 3 này. Đấy. Và thứ hai, đây là nơi bạn tìm kiếm được các nhà cung cấp một cách dễ dàng, bởi vì các doanh nghiệp, các nhà máy tại Trung Quốc tập trung ở đây rất là đông. Đồng thời cũng giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc để bạn có thể tiếp cận được những nhà cung cấp mà mình mong muốn. Bạn cứ tưởng tượng xem, với số lượng khoảng hơn 60.000 gian hàng ở đây, bạn phải mất bao lâu để tìm thấy họ ở đất nước Trung Quốc rộng lớn này. Thay vì phải mò mẫm như mò kim đáy bể ấy, thì bạn chả cần đi đâu xa cả, bạn đến luôn cái hội chợ này. Tất cả những nhà cung cấp họ tập trung ở đây rồi, họ chỉ chờ bạn đến thôi. Bạn đến đây, bạn xem sản phẩm của họ, bạn nói chuyện với họ, bạn tìm hiểu họ và bạn cảm thấy phù hợp, có thể hợp tác với họ để kinh doanh. Thứ ba nữa, mình phải cảnh báo với các bạn rằng là các bạn cần tiết chế và tập trung vào những cái bạn quan tâm nhé. Vì sản phẩm ở đây nó rất nhiều, khu hội chợ nó rất là rộng, sản phẩm rất là đa dạng luôn. Theo như phía bên hội chợ Canton Fair thống kê ấy, thì nó có khoảng hơn 500.000 sản phẩm được đem đến đây để trưng bày. Đồng thời đây cũng là nơi các nhà cung cấp đem các mẫu mã mới, các công nghệ mới đến đây để quảng bá, giúp bạn rất dễ nắm bắt được các xu hướng này, cái thị hiếu của thị trường trong thời gian tới đây cũng như là những năm tiếp theo. Trong video này bạn có thể thấy các gian hàng ở đây nó khá là rộng đúng không nào, và cách làm việc của họ cực kỳ là chuyên nghiệp. Mỗi một gian hàng phải có vài người đứng trực, những gian lớn là nó có 10-20 người, thậm chí 30 nhân viên là chuyện rất là bình thường nhá. Đồng phục họ cũng mặc rất là bài bản luôn. Nếu như bạn là một người kinh doanh thì đây là một nơi tiềm năng bạn nên đến, bởi vì là nó có quá nhiều thứ tuyệt vời ở đây. Nơi đây không đơn thuần là nơi bạn đến để kết nối đâu, không phải đơn thuần là bạn đến để tìm kiếm đối tác đâu, mà còn là nơi để bạn tìm kiếm những cái cơ hội đấy, đến đây để bạn phát hiện được những thứ hay ho. Và quan trọng hơn ấy, mình thấy rằng là bạn chỉ đến đây thôi, bạn đã học hỏi được rất nhiều rồi, từ cái cách mà người Hoa họ kinh doanh, cách họ bán hàng, làm sao họ có thể phát triển lớn mạnh như thế ở trên toàn thế giới. Ok, những cái tiềm năng, những cái điều chú ý mà trong hội chợ này mình cũng chia sẻ với các bạn rồi. Vậy thì bây giờ các bạn hãy lên cho mình một lịch trình để đi đến hội chợ Canton Fair một lần đi. Bạn kinh doanh rồi, hoặc là bạn chưa kinh doanh, hoặc bạn đang chuẩn bị khởi nghiệp thì bạn cần phải đến đây, bởi vì nó có quá nhiều tiềm năng, có quá nhiều cơ hội ở đây rồi. Bạn không đi thì người khác cũng sẽ đi thôi.